Hello, xin chào các bạn đến với kênh Người Học Luật. Video hôm nay là video dành cho các bạn đang theo nghề công chứng và đang có nguyện vọng thi lên công chứng viên. Thì nội dung của video hôm nay mình muốn chia sẻ đó là cái kinh nghiệm để ôn thi công chứng viên. Thì tất cả những kinh nghiệm ôn thi công chứng viên của mình đã tổng hợp vào trong cái bộ tài liệu ôn thi tập sự hành nghề công chứng này. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem bộ tài liệu này có những cái gì hay ho nhé. Đây là mục lục của bộ tài liệu này. Thì bộ tài liệu ôn thi tập sự hành nghề công chứng này là được kênh YouTube Người Học Luật tổng hợp và biên soạn, gồm có những nội dung chính sau đây. Mục thứ nhất đó là tổng hợp các danh mục các văn bản pháp luật cần mang theo khi đi thi sát hạch công chứng viên, và mục thứ hai đó là tổng hợp kinh nghiệm ôn thi, kinh nghiệm làm bài thi hiệu quả. Mục này rất là hay các bạn nhé, thì nữa các bạn nhớ đi đón xem. Mục số 3 là mục quan trọng nhất của cái bộ tài liệu này, đó là tổng hợp đề thi và đáp án của tất cả các kỳ thi sát hạch công chứng viên đã được tổ chức, bao gồm tổng cộng có 5 bộ đề thi của 5 kỳ thi. Mục số 4 đó là tổng hợp các câu hỏi vấn đáp thường hay gặp, đây là những câu hỏi dạng học thuộc. Và mục số 5 cũng là tổng hợp các câu hỏi vấn đáp thường hay gặp nhưng mà câu hỏi dạng tư duy logic điều luật. Các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video bổ ích nữa nhé. Rồi mục đầu tiên đó là tổng hợp các văn bản pháp luật cần mang theo khi đi thi. Thì dưới đây mình đã tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật cần thiết để mang đi thi khi mà đi thi sát hạch công chứng viên ấy. Để đây là những văn bản quan trọng và cơ bản cần phải có khi đi thi các bạn nhé. Còn nếu các bạn mang nhiều hơn thì cũng tốt thôi, nhưng theo mình thì mang đây từng này cũng đầy đủ rồi. Thứ nhất là về công chứng chứng thực thì trước tiên là phải có luật công chứng. Thứ hai là Nghị định 29 về hướng dẫn luật công chứng. Thứ ba là Thông tư 04 năm 2015 về hướng dẫn tập sự công chứng. Thứ tư đó là Thông tư số 06 hướng dẫn một số điều của luật công chứng. Thứ năm đó là Nghị định 23 về cấp bản sao và chứng thực chữ ký này. Văn bản tiếp theo đó là Thông tư số 01 hướng dẫn Nghị định 23 về chứng thực. Thông tư 257 năm 2016 về phí công chứng này. Và thông tư số 111 sửa đổi thông tư 257 về lệ phí công chứng này. Thông tư 226 năm 2016 của Bộ Tài chính về phí chứng thực. Một cái quan trọng nữa là Nghị định 82 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp các bạn nhé. Đọc cái mục liên quan đến công chứng chính thức ấy. Về giấy tờ tùy thân thì có các bạn cần mang theo đó là luật căn cước công dân. Thứ hai là Nghị định 137 hướng dẫn luật căn cước công dân. Nghị định số 05 năm 1999 về chứng minh nhân dân. Nghị định 170 năm 2007 sửa đổi Nghị định 05 về chứng minh nhân dân. Nghị định 106 năm 2013. Nghị định 130 năm 2008 về chứng minh sĩ quan quân đội. Nghị định 59 năm 2008 về chứng minh công an nhân dân. Nghị định số 65 năm 2012 sửa đổi Nghị định 136 về xuất nhập cảnh. Thì giấy tờ đi thân các bạn cần mang theo những cái văn bản pháp luật này để khi cần còn tìm căn cứ để làm bài thi. Thứ ba là quy định về đất đai. Thứ nhất là phải có luật đất đai. Thứ hai là Nghị định 43 hướng dẫn luật đất đai. Thứ ba đó là Nghị định 35 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Tư đó là Nghị định số 01 hướng dẫn luật đất đai. Rồi tiếp là quy định về nhà ở, kinh doanh bất động sản thì có luật nhà ở, Nghị định 99 hướng dẫn luật nhà ở, Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Nghị định số 64 về cấp phép xây dựng, Thông tư 19/2016 hướng dẫn luật nhà ở và Nghị định 99 luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và Nghị định 02/2022 hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản. Các quy định về hôn nhân hộ tịch thì có luật hôn nhân gia đình, Nghị định 126 năm 2014 hướng dẫn luật hôn nhân và gia đình, Nghị định số 10 2015 quy định về sinh con bằng ống nghiệm và mang thai hộ, Thông tư liên tịch số 01 hướng dẫn luật hôn nhân gia đình, luật hộ tịch, Nghị định 123 hướng dẫn luật hộ tịch, Thông tư 04 2020 hướng dẫn luật hộ tịch và Nghị định 123. Về hoạt động ngân hàng tín dụng thì các bạn cần mang theo đó là luật tổ chức tín dụng, pháp luật ngoại hối sửa đổi năm 2013, Thông tư số 07/2015 về bảo lãnh ngân hàng. Quy định về giao dịch bảo đảm thì các bạn cần mang theo là Nghị định 163 về giao dịch bảo đảm, Nghị định 11/2012 sửa đổi Nghị định 163, Nghị định 102/2017 về đăng ký giao dịch bảo đảm, Thông tư số 08 về đăng ký cung cấp thông tin bảo đảm, Thông tư liên tịch số 09/2016 về đăng ký thế chấp. Rồi các bộ luật khác có liên quan, ví dụ như là bộ luật dân sự cũng cần phải có này, luật doanh nghiệp 2014 các bạn cũng nên mang theo. Mục số 2
mục khá quan trọng trong cái bộ tài liệu này, đó là một số kinh nghiệm khi đi thi và cách sử dụng bộ tài liệu ôn thi này một cách hiệu quả nhất. Đây là những kinh nghiệm cá nhân mình đã tổng hợp, hy vọng sẽ có ích cho các bạn. Các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé. Nếu mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì trước khi truyền đạt kinh nghiệm ấy, thì mình nhắc lại là cái kỳ thi sát hạch công chứng này rất là khó, ngày càng thắt chặt. Thông qua kỳ thi các năm thì mình thấy là tỷ lệ đỗ rớt khoảng 1/3 thôi, thậm chí ít hơn nữa. Mà những cái người đỗ kết quả thì cũng không cao lắm, điểm số chỉ rơi vào khoảng 50 đến 60 điểm thôi, mà số người đạt trên 60 điểm cũng rất ít. Nói về để các bạn biết là cái kỳ thi này rất rất là khó, nên là nếu bạn nào mà muốn đỗ thì phải học tập chăm chỉ nhé, đừng có phó mặc cho sự may mắn, mà may mắn chỉ đến với những người biết nỗ lực thôi. Rồi, cái kinh nghiệm thứ nhất mình muốn nói với các bạn ấy, đó là đầu tiên là phải học thuộc quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Nhiều bạn bỏ qua cái này, nhưng mà nếu mà các bạn muốn đỗ thì nên học thuộc cái quy tắc này, vì đề thi nào cũng có phần này, và để phân tích được giải quyết được tối đa điểm số phần này thì các bạn phải học thuộc nó. Chỉ cần học thuộc thì các bạn sẽ kiếm được điểm cái phần này rất là dễ. Cái phần này là đặt thường thường trong bài thi chiếm khoảng 30 điểm, rất là dễ. Rồi, kinh nghiệm thứ hai đó là đọc đi đọc lại ít nhất là 10 lần đối với các văn bản liên quan. Thứ nhất đó là luật đất đai, thứ hai là luật nhà ở, nghị định 99 hướng dẫn luật nhà ở, thứ ba đó là luật kinh doanh bất động sản. Mục đích đọc 10 lần ấy, để các bạn nắm rõ các quy định liên quan ở trong văn bản này. Mặt khác, khi đọc nhiều thì khi gặp một câu hỏi ấy, các bạn sẽ nhớ rõ vấn đề này được quy định ở đâu. Trong vòng thi, việc nhớ được quy định nằm ở đâu rất là quan trọng, vì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian tìm kiếm điều luật, rút ngắn thời gian làm bài của các bạn. Vì đề thi đợt này ra rất là dài, nếu mà các bạn không nhớ điều luật nằm ở đâu mà loay hoay đi tìm điều luật thì sẽ không đủ thời gian để làm bài thi. Mặt khác, những kiến thức mà có trong những văn bản này này thì thường là sẽ được hỏi thi vấn đáp rất nhiều. Khi trả lời vấn đáp ấy, có thể bạn không cần nêu rõ điều luật số bao nhiêu, nhưng ít nhất là bạn phải nhớ rõ cái nội dung của điều luật muốn nói là gì để mà trình bày và chứng minh cho quan điểm của mình. Rồi, kinh nghiệm thứ ba đó là theo kinh nghiệm của mình ấy, trong những năm gần đây đề thi có rất nhiều câu hỏi vận dụng các quy định chung có trong bộ luật dân sự ấy. Cho nên các bạn phải đọc kỹ bộ luật dân sự để biết rõ các quy định liên quan. Mình ví dụ như là các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu này, thời hạn thời hiệu, quyền sở hữu, căn cứ chấm dứt nghĩa vụ, chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ, các quyền về giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng này, các điều khoản có trong hợp đồng thông dụng như hợp đồng mua bán, như mua bán trả chậm trả dần này, bảo lưu quyền sở hữu cũng được rất hay được hỏi ấy. Nghiên cứu kỹ điều kiện khi một trong những đồng sở hữu bán phân quyền sở hữu của mình thì phải làm như nào, điều kiện khi bán nhà ở đang cho thuê, rồi là điều kiện khi mà cho thuê tài sản đang thế chấp thì như nào, các bạn phải nhớ rõ nhé, vừa để làm đề thi viết vừa để trả lời câu hỏi vấn đáp. Rồi các quy định về thừa kế, phương thức phân chia di sản thừa kế cũng hay được hỏi này. Đặc biệt là các bạn phải nghiên cứu kỹ cái quyền hưởng dụng ấy. Nhiều bạn là không hiểu rõ quyền hưởng dụng là gì, vì cái này là cái quy định mới của bộ luật dân sự đấy. Các bạn phải hiểu rõ các quy định xoay quanh quyền này, tránh hiểu nhầm về quyền sử dụng, và đặc biệt là phải lấy được ví dụ cụ thể để khi giáo viên hỏi vấn đáp thì các bạn là tự tin trả lời với cái phần quyền hưởng dụng này. Mục số 4, nghiên cứu kỹ các quy định về chế độ tài sản có trong luật hôn nhân và gia đình, điều kiện định đoạt tài sản chung đó khi mà đó là nơi ở duy nhất vợ chồng thì như thế nào. Đặc biệt phải xác định rõ những tài sản nào là tài sản chung, những tài sản nào là tài sản riêng, hóa lời lợi tức khi nào thì là tài sản chung và khi nào là tài sản riêng. Ví dụ đơn giản nhé, hóa lời lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là tài sản chung. Tuy nhiên, nếu hóa lời lợi tức phát sinh từ tài sản riêng nhưng tài sản riêng đó là tài sản do phân chia trong thời kỳ hôn nhân thì nó lại là tài sản riêng. Tiếp đó là các bạn phải phân biệt được tài sản nào là tài sản hình thành từ tài sản riêng và tài sản nào là hóa lời lợi tức. Hai cái này là khác nhau các bạn nhé. Rồi, cái kinh nghiệm thứ năm đó là học thuộc hoặc là phải nhớ các điều khoản cơ bản của tất cả các loại hợp đồng thường gặp, đặc biệt là phải ghi nhớ mẫu lời chứng được ban hành kèm theo mẫu của Bộ Tư pháp, bởi vì phần soạn thảo hợp đồng này luôn luôn có trong các đề thi mà là chiếm một số điểm vô cùng cao, tầm khoảng 30 điểm. Phần thi này nếu các bạn nhớ rõ các điều luật cơ bản của hợp đồng thì dễ làm được nhé, vì phần này không khó. Đối với các bạn mà chưa từng làm việc ở các tổ chức hành nghề công chứng ấy, thì các bạn cần phải đọc các kỹ và nhớ cho rõ nhé. Còn đối với các bạn đang làm việc ở tổ chức hành nghề công chứng ấy, cũng không nên chủ quan,
Các bạn phải nghiên cứu kỹ các mẫu hợp đồng không được thường xuyên tiếp xúc trên thực tế nhưng rất hay được ra trong các đề thi. Ví dụ như là văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân này, văn bản thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng sau khi ly hôn này, hoặc là văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này, hay là văn bản xác lập chế độ tài sản vợ chồng, tức là văn bản tiền hôn nhân ấy. Tiếp là văn bản thỏa thuận về việc đứng tên trên giấy chứng nhận của vợ chồng này, cái này cũng có thể được ra đề thi này. Tiếp là hợp đồng đặt cọc này, văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo này. Đề bài mà vào đề này các bạn nhớ rõ các điều luật cơ bản này rất khó để soạn thảo ấy. Tiếp là hợp đồng góp vốn này, cái này trên thực tế ít gặp nên là các bạn cũng thường hay bối rối khi gặp phải. Rồi tiếp đó là văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ theo biểu mẫu của thông tư 19/2016 ấy. Cái này trên thực tế nhiều địa phương hay tỉnh lẻ ít làm cái văn bản này nên là các bạn cần phải xem qua để nhớ rõ nhé. Rồi tiếp là văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế rất được hay ra đề thi. Rồi văn bản khai nhận di sản thừa kế, khi mà đọc được hai cái này thì các bạn phải hiểu rõ khi nào là làm văn bản khai nhận mà khi nào thì làm văn bản thỏa thuận phân chia nhé. Cái này trong luật công chứng có quy định. Rồi các hợp đồng như hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thế chấp, hai cái mẫu hợp đồng này là nhiều điều khoản khó nhớ nên các bạn cũng cần đọc cực kỳ nhé. Rồi tiếp là hợp đồng mượn nhà và hợp đồng cho nhờ, vân vân. Rồi tiếp mục số 7 là các bạn nên đọc thêm các quy định về pháp luật ngoại hối, nghị định 24 năm 2012 về kinh doanh vàng. Đọc cái nghị định này các bạn phải phân biệt thế nào là vàng miếng và thế nào là vàng trang sức các bạn nhé. Đề thi hay hỏi các phương thức thanh toán, phương tiện thanh toán. Ví dụ như không được thanh toán bằng ngoại hối thì trong pháp luật ngoại hối có quy định thì cách ghi tương đương USD trong hợp đồng như thế nào? Trong hợp đồng pháp luật ngoại hối này có ghi, các bạn nhớ đọc để hiểu rõ nhé. Thứ hai là ví dụ như không được dùng vàng làm phương tiện thanh toán, có trong nghị định 24 năm 2012 về kinh doanh vàng thì vàng không được làm phương tiện thanh toán nhưng lại là đối tượng của hợp đồng đặt cọc. Thì giả sử nhé, nếu trong hợp đồng đặt cọc hai bên ghi đặt cọc bằng vàng thì trong hợp đồng đặt cọc không được có điều khoản là khấu trừ nghĩa vụ trả tiền khi chuyển nhượng, tức là khi chuyển nhượng thì hai bên trả lại cho nhau tài sản đặt cọc, các bạn không được trừ vào nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng nhé. Vì khi đấy nếu mà các bạn trừ cái tiền chuyển nhượng bằng vàng thì lúc đấy vô tình các bạn là đưa vàng là thành là phương tiện thanh toán là không được nhé, vi phạm cái điều luật quy định ở nghị định 24 năm 2012. Rồi mục số 8 đó là kinh nghiệm làm bài phần thi viết dài ấy. Mục số 9 là cách sử dụng bộ tài liệu này thì mình cũng trình bày hết đấy các bạn, tí nữa mình sẽ để cái link dưới này, bạn nào cần mua cái bộ tài liệu này thì đăng ký trong cái link đấy mình sẽ gửi bản cứng nhé các bạn nhé. Bên kênh của mình thì chỉ thu một ít phí in ấn này, phí ship văn bản và một ít phí để duy trì kênh YouTube đó. Tí nữa bạn nào mua thì đăng ký thông tin ở cái link bên dưới phần mô tả, mình sẽ để link dưới và các bạn điền thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngân hàng, mình sẽ ship đến tận nơi nhé. Rồi mục số 3 đó là đề thi viết ra đáp án của tất cả 5 đề thi. Rồi tiếp theo mình sẽ trình chiếu các cái bộ đề thi và đáp án của 5 lần thi sát hạch công chứng viên nhé. Trong cái video này mình sẽ trình chiếu qua 5 cái đề thi và 5 cái đáp án để cho các bạn theo dõi thôi nhé, chứ không có thời gian để cho các bạn theo dõi hết trong này. Thì bạn nào cần mua bộ tài liệu này thì đăng ký ở cái link bên dưới. Rồi tiếp theo mình sẽ trình chiếu cái bộ đề thi viết và đáp án của 5 lần thi để các bạn theo dõi nhé. Đây là đề thi viết và đáp án kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ nhất. Rồi tiếp có 7 câu và đây là đề cương đáp án đề kiểm tra viết lần thứ nhất này. Câu 1, câu 2, câu 3. Phần 2 là có câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7. Đây là đề thi lần thứ 2. Phần 1 30 điểm, có 2 câu là câu 1 và câu 2. Phần 2 70 điểm.
Có câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Đây là đáp án đề thi lần thứ hai để các bạn tham khảo. Câu 1. Giải rất là kỹ các bạn nhé, yên tâm. Câu 2. Phần 2 70 điểm. Câu 1, câu 2. Câu 3. Câu 4. Các đáp án mình đều giải rất là rõ, và có câu nào mà có hai quan điểm là mình cũng ghi hai quan điểm cho các bạn tham khảo luôn. Rồi, phần soạn thảo văn bản. Tiếp theo, đề thi số 3. Phần 1 quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Phần 2 kỹ năng hành nghề công chứng và chuyên môn nghiệp vụ công chứng. Phần 3 là soạn thảo văn bản công chứng. Rồi đáp án, đây là đáp án của bộ nhé, mình để nguyên cái đáp án của bộ luôn này. Cái đáp án này rất là hay, đề thi này cũng rất là hay. Các bạn nên mua bộ tài liệu này về để tham khảo cách làm bài, cách chấm điểm, cách cho đáp án của hội đồng thi các bạn nhé. Rất là rõ ràng, ngắn gọn, không dài dòng. Đấy, đáp án rất là chi tiết và cũng dài phết đấy các bạn. Rồi hết, tiếp. Rồi đến đề thi lần thứ tư. Năm nay năm Covid hoàn hình nên là chia ra hai miền Nam Bắc cái thi sát hạch riêng. Thì đây là cái đề khu vực phía Nam. Đây đề kiểm tra viết cũng rất là dài. Đề cũng khá là hay các bạn ạ. Và đây là đáp án lời giải tham khảo, nói là tham khảo thôi nhưng mà cũng khá là chính xác. Mình rất là mình giải rất là kỹ và có đưa ra hai quan điểm. Nếu mà câu nào mà hai quan điểm, mình đưa ra hai quan điểm cho các bạn tham khảo và mình chốt cái quan điểm của mình. Đây là phần soạn thảo văn bản thừa kế. Rồi đây là đề thi kiểm tra lần thứ tư khu vực phía Bắc. Đề này cũng rất là dài, nhiều câu hỏi nhỏ các bạn nhé. Đây là đáp án. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Còn cái phần các câu hỏi thường gặp ở mục sau nữa. Trình chiều hết phần này thì mình sẽ đến cái phần đó. Đây giải rất rõ ràng, cặn kẽ. Đây mình đưa ra hai quan điểm ấy. Những người giải câu hỏi này như sau này. Theo tôi câu trả lời này không đúng. Quan điểm này như nhiều công chứng viên còn giải theo quan điểm này các bạn nhé, chứ không phải là các bạn chuyên viên đâu. Rồi mục tiếp theo đó là những cái câu hỏi vấn đáp bắt buộc bạn phải học thuộc. Đây là mình tổng hợp những cái câu hỏi này, những câu vấn đáp thường hay gặp ấy. Thì những câu hỏi này thì câu hỏi là bạn phải học thuộc thôi. Khi giáo viên hỏi này mà bạn thuộc thì chỉ cần trả lời nếu là được điều luật là các bạn là có điểm mà. Cái này dễ, dễ đối với bạn học thuộc nhưng mà khó đối với các bạn nào mà không nhớ thì cũng trở thành khó thôi. Cho nên các bạn phải học. Ví dụ câu thứ nhất là nếu quyền và nghĩa vụ của tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Thì vào phòng thi họ hay hỏi là quyền và nghĩa vụ của tổ chức cho thuê được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần ấy, các bạn phải nhớ đây căn cứ điều 174 rất là dài nhưng mà cũng phải đọc đọc cho thuộc các bạn nhé. Ví dụ câu số 2 họ hỏi là tổ chức trả tiền thuê đất hàng năm thì có những quyền và nghĩa vụ gì? Đấy, thì các bạn cũng phải nhớ đọc điều 175. Ở đây mình đã copy ra cho các bạn rồi. Mua về đọc thôi. Ví dụ câu hỏi số 3 này, hộ gia đình cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm có quyền và nghĩa vụ gì? Đấy, khi trên là tổ chức, dưới là hộ gia đình cá nhân. Rồi câu số 4 là người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu đất ở Việt Nam. Có được sở hữu đất ở Việt Nam hay không?
Đấy, cũng phải trả lời được. Đây mình tổng hợp khá là nhiều câu hỏi. Đây, nhiều câu hỏi điều kiện thủ tục giấy tờ cần có để người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà đất tại Việt Nam này. Các bạn cũng phải nhớ rõ. Rồi nhiều lắm, các bạn mua về xem thì mình chỉ chiếu sơ sơ cho các bạn xem đấy. Rồi, mục cuối cùng đó là những câu hỏi vấn đáp mang tính tư duy hoặc là logic luật ấy. Những câu hỏi này cũng có thể gặp trong các đề thi Việt các bạn nhé. Các bạn chú ý theo dõi. Thì ở đây mình tổng hợp được khoảng trên 10 câu thôi, không nhiều đâu, nhưng để các bạn biết cái cách hỏi đề thi của kỳ thi sát hạch công chứng viên này. Với lại bạn nào có câu hỏi nào mà thắc mắc hoặc là không trả lời được thì hãy comment xuống dưới bên dưới video này. Mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn nhé. Thì các bạn chịu khó tương tác xuống dưới video này. Nếu mà các bạn tương tác tốt, tương tác nhiều thì thỉnh thoảng mình sẽ đưa ra vào câu hỏi dạng như này để các bạn học nhé. Cho đến lúc các bạn đi thi ấy, thì đó cũng là một cách để các bạn học rất là hay. Thì ở đây mình sẽ trình chiếu một vài câu hỏi cơ bản để cho các bạn xem, các bạn biết cái cách dàn câu hỏi này như nào nhé. Ví dụ câu hỏi số 1 hỏi là gì ruột của vợ đến yêu cầu công chứng di chúc. Nếu bạn là công chứng viên thì bạn sẽ giải quyết tình huống trên như thế nào, có được công chứng hay không, tại sao? Thì câu này nếu mà bạn nào mà dùng điều 7 của luật công chứng mà trả lời là sai luôn các bạn, vì điều 7 luật công chứng là quy định các trường hợp không được công chứng. Tuy nhiên đối với câu hỏi này các bạn phải căn cứ vào điều 637 của Bộ luật dân sự 2015. Đây là một câu hỏi mình cho rất khá là hay, dễ bị đánh lừa. Điều 637 quy định là người không được công chứng chứng thư di chúc. Thì có cái mục đó là người mà có cha mẹ vợ hoặc chồng là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người để lại di chúc. Thì khi đó chúng ta căn cứ khoản 1 điều 651 Bộ luật dân sự 2015 thì vợ của người công chứng viên này là người được hưởng thừa kế theo pháp luật của di ruột theo hàng thừa kế thứ ba các bạn nhé. Thì như vậy căn cứ vào khoản 2 này thì công chứng viên không được chứng nhận di chúc của di ruột do có vợ là người được hưởng thừa kế theo pháp luật của người lập di chúc. Câu này bạn nào căn cứ điều 7 luật công chứng mà trả lời là sai. Rồi ví dụ câu số 2, câu số 3 này. Thế nào là hoa lợi lợi tức? Luật dân sự quy định là hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. Ví dụ như khi cây ra hoa quả thì hoa quả là hoa lợi, còn lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản. Ví dụ như cho thuê căn nhà dưới với giá 1 triệu đồng thì 1 triệu đồng được gọi là lợi tức, quy định tại điều 109 Bộ luật dân sự 2015. Còn nhiều câu hỏi này các bạn nhé, các bạn đăng ký nhận tài liệu về để xem. Rồi nhiều câu hỏi khác tương tự các bạn nhé. Video này mình chỉ chiếu sơ sơ các bạn biết cái câu dàn câu hỏi thế. Còn các bạn gặp câu hỏi nào khó mà không trả lời được thì comment xuống dưới bên dưới video này, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn nhé. Nếu các bạn tương tác đủ tốt đủ nhiều thì thỉnh thoảng mình sẽ đăng mấy câu hỏi tương tự này, thỉnh thoảng có câu nào hay mình sẽ đăng lên cho các bạn tham khảo. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.